cuộc đua kỳ thú 2013 đã thực sự bắt đầu. Thử thách đầu tiên đã được chính đội chơi vượt qua khá dễ dàng. Nhưng ở nhiệm vụ tiếp theo, leo thang bộ tới tầng 49 thực sự là một chướng ngại vật không thể dễ vượt qua. Chính đội chơi cũng đã có những trải nghiệm tuyệt vời với món bún bò. Lần này xong tour này là mình sẽ có bầu. Là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ bán 500.000 kẹo kéo. Linh Chi và Nhan Phúc Vinh cũng là đội đầu tiên về đích chặn một. Hai bạn đã về đích đầu tiên trong trận đua này. Gặp khó khăn với lựa chọn kép, ST và Lâm Hồng Phong là đội về đích cuối cùng. Tuy nhiên, đây là trận không loại. Nhưng trận đua tiếp theo, hai bạn phải về đích đầu tiên. Nếu không, hai bạn sẽ bị phạt 30 phút tại điểm đến. Đi taxi đến bến xe miền Tây quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, đội chơi phải mua vé xe Phương Trang hoặc Mai Linh để đi đến xe Cà Mau tại quốc lộ 1A Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau. Đó, thành phố Cà Mau, sau đó đến một địa điểm có đặc điểm như sau. Đây là di tích lịch sử cách mạng tại thành phố Cà Mau. Nơi đây được thực dân Pháp xây dựng năm 1910. Cho em ra bến xe miền Tây. Huy Khánh đang có mặt tại nhà dây thép thuộc thành phố Cà Mau. Nơi đây đã được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1910. Để thực hiện chức năng thông tin phục vụ cho bộ máy cai trị. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các chiến sĩ cách mạng của chúng ta đã biến nơi đây thành địa điểm liên lạc quan trọng giữa cơ sở đảng Cà Mau và cấp trên. Với những đóng góp cho cuộc đấu tranh giành độc lập, nhà dây thép đã trở thành niềm tự hào của người dân Cà Mau. Và nơi đây đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ những thông tin được cung cấp, các đội chơi phải xác định điểm mà họ cần phải đến, đó là nhà dây thép. Và sau đó, họ phải tìm cách di chuyển tới đây, tìm cho ra được mật thư tiếp theo được đựng trong thùng mật thư này. Chuyến gần nhất đi Cà Mau là mấy giờ chị? Em đi đường nào gần nhất và nhanh nhất hộ em anh nhá. Lộ trình hình như nó gần 500 cây. Taxi. Lộ trình. Chị ơi, đi Cà Mau có còn chuyến 7 giờ 4 vé không chị? Hồi lúc ngồi đợi xe thì mới dở mật thư ra xem cái địa điểm ấy mà không có ghi cái tên nhà là gì. May lúc đấy có cái cô ngồi kế bên, cô xài điện thoại. Điện thoại nhé. Thì cô đó cô đưa cho điện thoại cho mượn luôn, tự sử dụng. Nhưng mà anh Bạch hơi yếu là giống như là nhờ người ta là anh Bạch lại giống như là mất cỡ hay gì đó mình không hiểu. Chị ấy là ngồi tuốt bên kia kìa, anh Bạch thì ngồi ở đây. Chị ơi có thể cho mình điện thoại được không? Nói nhỏ xíu như vậy. Thôi em đi. Nói như vậy ai mà nghe? Đi, ngồi cái bên cạnh mà nói đi. Xây dựng năm 1910 tại Cà Mau. Tọa lạc tại góc đường Lê Lợi và Lý Bốn. Bốn. Lý Bốn. Đúng rồi, Mai Linh hoặc Phương Trang. Sẵn bằng tất cả rồi. Không ai lội kia chưa đi. Trong khi các đội khác vẫn đang di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, thì đội đỏ đã tìm được nhà dây thép. Chúng ta hãy chờ xem trận đua này sẽ diễn biến như thế nào và những điều bất ngờ gì sẽ xảy đến với họ. Kép. Chọn kép. Các đội chơi tiếp tục di chuyển đến ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn, Cà Mau để thực hiện lựa chọn kép. Họ phải chọn một trong hai nhiệm vụ, nông vụ hoặc ngư vụ.
giới ngư dụ. Đội chơi sẽ phải vào ao bắt 20 con cá kèo bằng tay không rồi thực hiện kho cá. Tuy nhiên trong quá trình kho, đội chơi phải liên tục di chuyển. Khi người giám sát đồng ý, đội chơi sẽ nhận được mật thư giới nông dụ. Đội chơi sẽ được phát một nia chứa hai loại đậu, đậu nành và đậu cúc. Nhiệm vụ của họ là phải phân loại hai loại đậu này, báo đúng số lượng từng loại đậu, đội chơi sẽ nhận được mật thư. Bây giờ mình lựa chọn ngư vụ đi. Em có sure là em bắt được cá kèo không? Em nghĩ nó sẽ dễ hơn là đếm đậu. Đếm đậu sẽ rất nhiều, mình sẽ đếm sẽ bị mất thời gian. Taxi đâu? Được rồi. Luôn rồi, không được rồi. Của Pháp taxi ngày xưa ấy. Nhưng mà cái khu 10 người đấy có phải là của Pháp xây ngày xưa không? Đúng rồi, mã 10 người đó. Dạ vâng. Anh có biết cái chỗ di tích, nó là cái chỗ thực dân Pháp xây vào năm 1910 ấy. Đấy, em vừa nghe thoáng qua đường Nguyễn Trãi. Mạnh, cái biện pháp này có phải là Dương Đông Kích Tây không? Tớ không biết tiếng Hán là gì. Có thể. Con xin lỗi. Đây là di tích lịch sử cách mạng tại thành phố Cà Mau, nó đây được thực hiện dân Pháp xây dựng năm 1910. Trời, nó bị như thế. Bây giờ đi tìm. Vừa nãy thì chúng tôi có hỏi về một cái địa chỉ khác ngoài cái địa chỉ mà chúng tôi đã tìm được để cho đội Kim và Phương nhầm lẫn về cái địa chỉ. Tìm cái cờ á. Không phải hả? Không biết đội nó có bám theo sao không? Không có. Nhà dây thép à? Ở đây rồi. Kia kìa, chuẩn luôn. À kia rồi. Anh cảm ơn anh nhá. Tại sao ông lại nói đúng nhỉ? Tại sao ông lại nói như thế? Chúng tôi chọn ngư vụ. Từ đây ra đến khoảng bao xa anh? 50 cây. Đi tụi anh nhanh lên. Đúng rồi. Bạn sẽ làm nông vụ ạ. Mì đâu biết nấu ăn không? Mì biết nấu ăn mà không chưa kho cá rồi. Nấu ăn nhỉ? Cái mơ ăn nha. Đó thôi nha. Cột cái thịt chặt vô lưng á. Theo xe kia đi. Kiếm cho con cái đường nào mà nó nhanh nhất là tốt nhất. Tới rồi. Vâng. Nhanh. Đua kỳ thú. Mười tám, mười chín, hai mươi. Chị cứ để yên trên da chị đi nha. Rồi đi tiếp. Lửa mình yếu lắm, nó không chín sớm gì đâu. Đội chúng tôi sẽ chọn nông vụ là đi đếm đậu. Vâng, đội chơi chúng tôi chọn nông vụ. Đội em chọn nông vụ. Rồi em cảm ơn anh. Bắt cá này khó đấy. Cái này phải chờ nước đục, nước trong nữa. Đục trong á, đây khoắng lên thì mình phải nhảy xuống bắt mà, còn đợi làm sao được. Không biết cá trong hay chín. Cá chín rồi, cá chín rồi. Công nhận ngon thiệt. Xôi sùng sục. Xôi sùng sục. Lộ trình, đội chơi tìm đường về một ngôi nhà. Đội chơi phải tìm đường đến một ngôi nhà có dấu hiệu của chương trình
tại gầm cầu Ông Tình, khóm Cái Nai, thị trấn Nam Căn. Tại đây đội chơi sẽ phải tìm mật thư được giấu tại nhiều nơi hoặc được giữ bởi nhiều người khác nhau. Anh chạy lên cái gầm cầu to trên này nè. Gầm cầu Ông Tình. Lúc đầu Sơn tưởng tượng con cá kèo nó con cá rất là to, bơi rất là nhanh. Cho nên mình mà không được dùng dụng cụ này nó mà dính đấm nó ngất đi mình bắt được. Ai ngờ đến đấy thì cá nó nhỏ. Mình lấy cái màu vàng. Ok. Đất này vui quá. 11, 12, 13, 14, 2, 3, 9. Cứ đêm 10, 20, 30, 40 như vậy. Nhưng mà tự nhiên đổi khác 56, 57 như vậy. Thì wow, cứ đang lộn xộn. 50 à, như vậy 100, 1, 8, 1, 850. Có ai biết là cái vàng vàng gì không? Có ai giữ cái vàng vàng này không? Ôi. Ôi, đi đi, chạy đi. Đừng có làm rơi đấy. Ở đây là dễ rơi lắm đấy. Cậu đếm, tớ đếm độ vàng nhá. Cậu đếm độ tím nhá. Đếm 100 hạt đậu. Sẽ bỏ một lọ một lần và xong sẽ lấy một hạt đậu để đi ra ngoài để đánh dấu là cái hạt đậu này là 100. Và mỗi một lần đếm thì là cứ tay phải thì bốc 2 hạt cho vào tay thì đếm là 1. Xong tiếp 2 và đếm 50 lần. Cái khác lại nhặt than lên đặt lên trên đấy luôn. Thế nào? Về phần nấu ăn thì Sơn lại khá là tự tin vì bình thường Sơn hay nấu ăn. Nên là cái việc nêm nếm gia vị sao cho nó hợp lý thì Sơn nghĩ là mình có thể làm được. Mình sẽ ướp vừa thôi, mình vừa nếm. Chú có giữ cái này không chú cho con Sơn? Nên tớ nó phải để ý chứ không thì tớ bị ngã chết. Ai cũng cười cười giống như là người giấu. Sao cộp lên dạy cho kiểm tra. Cộp lên. Không biết là ai mà cười kiểu dạng vậy là có ý đồ đằng sau. Vá xe đạp thủ công. Nhiệm vụ tiếp theo, đội chơi phải vá thủ công đúng quy trình một lỗ thủng trên ruột xe đạp của một bánh xe. Hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Bằng lửa. Bước tư là bơm hơi kiểm tra và lắp ruột. Là đội tôi sẽ chọn ngư vụ. Anh đi nhanh giúp em anh ơi. Đội vàng sẽ chọn nông vụ. Đội tím chọn nông vụ. Cậu thử em nào. Vào mồm luôn. 2, 3. Vừa rồi, đậm rồi. Đảm bảo chất lượng. 185. Tình hình là tớ đã xong rồi nhưng mà ok vẫn đang phải đếm. Vậy mình đếm này luôn ha. Ừ, đếm đấy. Wait. Oh. Wait. Oh. Kim gần đếm được xong rồi thì lại trộn hết hai cái đống hạt đánh dấu và cái hạt đang đếm trộn vào với nhau. Thế nên bị rối loạn hết. Đếm lại. Đếm đến lúc cuối thì tự nhiên đổ vào với nhau. I don't know why I did that. Mình không biết sao nữa. Don't ask me. Không sao. Kim không biết tại sao Kim làm gì nữa. Lúc đó tức. Mà tức vậy. Mà lúc mình đứng ở trong trường hợp đó, mình nên bình tĩnh. Cố lên. Lúc này không có thử đó, không có lên tim nữa. À, nóng quá, lộ trình. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Lộ trình. Sau khi giá xong,
hai thành viên của đội chơi sẽ phải chở nhau trên chiếc xe đạp mà họ dự giá đi đến bến tàu Tượng Đài thuộc huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Tại đây, đội chơi sẽ tìm thấy thùng mật thư để nhận mật thư đi tiếp. Cái đồ đó Harry đem ra đây vẫn còn nhớ số đó 2192. Là 2192. Không thể nào mà quên được. Cảm ơn em. Chạy lối nào vào ấy nhỉ? Cái bánh trước của tụi Chi á là chỉ có một lỗ và Vinh vội vá cái lỗ đó. Và nguyên suốt một quãng đường đi là tụi Chi không có vấn đề gì với bánh trước. Chỉ có bánh sau á thì tụi Chi đi một lúc thì nó lại bị xì bánh. Thành thử là tụi Chi cứ phải canh cái quãng đường. Ủa khoan, cái nhà đâu rồi? Nhà. Chị ơi, thế có nhận mật thư không? Đưa mật thư không? Có nhận mật thư, có gửi mật thư gì cho tụi em không? Mật thư đây nè. Không có. Có giữ mật thư này không? Ông nghiêm túc lắm. Không cười thiệt. Nhìn thẳng nhỉ. Không nói một câu nào. Mình nói là à chú ơi, có tuột thơ thì đưa cho mình. Mà nghiêm túc vậy. Nhờ. Lúc mà nhận thư xong rồi mới biết là à, chú này giả bộ như vậy. Vá xe đạp thủ công. Úp nó lại. Úp nó lại cho anh. Nhấc cái xe lên. Nhấc lên. Ờ. Rồi. Ok rồi, bắt kia, bắt kia. Không tám hai mới là 2041. Bây giờ để 3006. Cảm ơn. Thank you. Anh phải đi nhặt nha. Okay. Đúng rồi, xôi vùng vườn này. Chỉ sau mấy đội kia một tí. Bỏ cố anh nhá. Vâng, chào cảm ơn. Chào cảm ơn nhé. Vá xe đạp thủ công. Nhanh lên em, càng nhanh càng tốt. Vá thì lại không phải là vá cái miếng vá ăn liền mà lại là cái miếng vá hình như là từ ngày xưa người ta hay dùng hay sao ấy, xong rồi phải đốt lửa này kia thì Sơn chưa bao giờ vá như vậy cả. Đốt lửa là phần gặp khá nhiều vấn đề, tại vì khi đang đốt lửa thì Sơn đổ nhầm 1-2 giọt ra ngoài nên nó bị cháy cùng cái xăm. Sau đó thì dùng nước để bước dập tắt nó thì lại làm cho nó lan to hơn. Lúc đấy lại càng hốt hoảng hơn. Ôi, vai trưởng. Đây. Rồi, cảm ơn anh. Thế bên Việt Nam là thường ngồi phía trước như vậy, phụ nữ ngồi phía trước xong rồi đàn ông thì như vậy. Nhìn thấy thì lãng mạn lắm. Ôi. Hôm nay không thấy đẹp tí nào hết mà cứ chân mà thì nó dài hơn chân anh. Nó bị giống như là bị đụng cái chân ăn đạp nữa. Xong rồi không biết chân phải làm như thế nào, không biết người ta ngồi như thế nào. Người ta ngồi thấy thoải mái mà cùng mình ngồi thì nó đau đứt. Ngồi đâu thì đau cái đùi nữa. Sắp bị tê mà cũng không dám nói. Tại vì ăn đạp tập rất là mệt mỏi. Au 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 au. Mỗi lần em thắng đau đùi chị chết luôn á. Lộ trình tìm mật thư trong đáy đánh cá. Tiếp theo sẽ là một thử thách khá mạo hiểm. Các đội chơi sẽ lên vỏ lại di chuyển ra sông về hướng đất mũi. Tìm đáy đánh cá có đánh dấu của chương trình. Tại đây mỗi đội chơi sẽ có 5 phút để tìm mật thư trong những ống tre được thả dưới sông. Hết 5 phút mà chưa tìm được mật thư, đội chơi sẽ phải xếp hàng và chờ đến lượt chơi tiếp theo. Vinh đi Vinh. Đang lên mà. Cảm ơn anh ạ. Lúc đầu thì Sơn định bảo Mạnh ơi cậu ngồi vào gióng với ông này, tớ khoanh chân khoanh tay ra chờ. Cậu thử nhưng không được. Mạnh lại nghĩ ra cách rất là hay là Mạnh sẽ ngồi lên cái tay lái luôn và ngồi ngược lại.
thì sơn sẽ đạp thì sẽ dễ dàng hơn, và đúng là như vậy. Em thấy rõ hiểu rồi, cố lên cố lên. Đội chơi lên vỏ lãi, tắt ráng được đánh dấu của chương trình đi ra sông về hướng đất mũi. Yeah! Ôi! Chưa chưa cầm mật thư không ạ? Không ạ? Có chắc không? Chị ơi! Chị có biết cái thùng, thùng gì mật thư gì không? Không có thùng đâu! Cảm ơn cô. Ờ, đây đọc luôn, đọc luôn. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đó, 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 đúng rồi. Sao kéo lên không được ạ? Rồi, ra đi. Thôi xong rồi, thủng phát đây rồi. Mát rượi luôn. Đấy. Sao lại nhiều nốt thế nhở? Một nốt đây rồi, còn một nốt đây nữa. Lỗi của mình hấp tấp quá cho nên là khi mà mài nó cũng không cẩn thận ấy. Mình không biết rằng là ví dụ như là cái cách mà đưa lốp xe vào lốp, cái xăm vào lốp chẳng hạn, là mình phải biết, mình phải để ý. Vì nếu không mà cái quá trình mà mình đưa vào mình không để ý, mình bậy nó ra là nó lại rách, dập lại, rách thêm một cái lỗ nữa. Thôi xong rồi, lại dập phát đây rồi. Cái đấy xì ở đây rồi. 4 lần và đến lần thứ 4 rồi thôi. Thì là bị mình bị cáu luôn ấy. Rồi, một đứa cáu rồi đó. Có không cậu? Wow, cảm ơn con. Ôi, xì ra. Lấy ra, lấy ra. Rồi. Phong là một người rất là phân tâm và nếu mà SD chỉ cần nói một cái gì đó thôi á, thì Phong nó sẽ quên ngay là nó đang nói cái gì. Khi mà SD rảnh quá thì SD đếm lại một lần nữa, vì SD muốn chắc chắn cái con số của mình nó đưa ra nó sẽ không bị sai. Thật sự bực mình có cuốn thì một ít, nhưng mà xót ruột khi mà thấy các đội khác đi hết rồi mà đồng đội mình thì đứng đợi, SD đứng đợi cũng rất là, thật sự là cảm một cảm giác một một có lỗi một chút với đồng đội mình. Không có cách nào cứu chữa được, cho nên là buộc lòng là để hai đội kia vượt mặt. Đầu của em là 2220. Đầu nành của em là 3114. Cảm ơn chị. Hello. Đội chơi tìm đường về một ngôi nhà có đánh dấu hiệu của chương trình Tay Gầm Cầu Ông Tình. Này đúng không? Trời. Bắt đầu nhảy múa. Pam 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 pam. Pam pam pam. Xong rồi, bây giờ anh nắp vào đây. Ôi, nắp đây. Bỏ lại, anh ngắm xuống một chút. Chưa rồi, bong rồi. Bong rồi. Thế thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người ạ, cảm ơn. Đi đến bến tàu thuyền tượng đài Nam Căn. Rồi, em cảm ơn anh.
là nó không phải là một game đơn giản. Cho nên cái chuyện mà mình làm thất bại, quay về làm lần thứ hai, thứ ba, đó là chuyện bình thường của cái game đời, của cái thử thách lần này. Ủa, nước này nước biển hả? Ủa, hèn chi. Nước ngoài này nó vào miệng mà nó mặn mặn quá trời luôn đó. Hồi nhỏ cũng hơi quậy, nên cứ leo rào suốt rồi, cho nên mấy cái chuyện leo trèo này thấy cũng đơn giản, nhưng mà chưa bao giờ leo trên cái cây mà ở dưới nước á, cho nên thôi cứ nhắm mắt rồi làm hết sức. Chơi đi cano ra đất mũi để tìm thùng mật thư. Lộ trình tiếp theo, đội chơi phải di chuyển bằng cano ra đất mũi để tìm thùng mật thư được đặt tại đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Xong rồi, xong rồi. Rồi rồi, cảm ơn anh. Dạ. Mật thư. Có tâm không anh ơi? Đây, tôi nhớ rồi. Không nhớ được đâu. Lấy cái tâm. Sao nhớ nữa? Đây nè, cố thôi. Trời ơi! Có tâm không anh ơi? Đây, tôi nhớ rồi. Không nhớ được đâu. Lấy cái tâm. Sao nhớ nữa? Đây nè, cố thôi. Trời ơi! Mày cắm vào rồi mày biết được chưa? Mày tự làm thôi biết sao giờ? Vấn đề của chúng tôi là... không phải là vì cuộc chơi khó, mà tại vì thật ra chúng tôi không phải là một team. Tôi biết là sức khỏe sẽ chỉ đi được lâu rồi. Và nó sẽ càng khó khăn hơn khi mà tôi cũng nhận được một cái sự hợp tác của người bạn trong đội. Tôi từ bỏ cuộc chơi. Đây này, em nhìn đi. Nói nè. Nhìn cái nó đi thì nó phải nặng, thì nó phải xẹp xuống thôi chứ sao. Nó xẹp quá thì nó biết cái gì. Để em vào đây. Phải bơm nhờ thêm tí. Mình được tự giải quyết mà, xong rồi. Chị ơi, cho em bơm nhờ lên một chút, xe đạp này lên một chút. Đổ vào vai tới. Trong quá trình mà mình đạp như thế thì mình rất là mệt. Một mình, một cái ba lô, xong thêm một cô ngồi đằng trước nữa. Thế nên là tay thì cứ phải gồng, chân thì cứ phải đạp. Như thế xong rồi nó cứ vắt kiệt sức rồi nắng nữa. Cho nên là cảm thấy là muốn chết. Đi theo cậu. Đây. Rất là khó chịu mà may là có cái áo quấn không thì nát. Đúng. Mông. Ok, cái áo có bị dính ở dưới không? Không à? Bến tàu tượng đài đâu không? Bến tàu á? Em đủ này ăn chút rồi không? Để em hỏi. Tưởng ra hỏi giúp đỡ anh ở ra hỏi quay phim mà. Thực ra thì mình cũng cố gắng làm theo chương trình, làm kiểu như là mình cũng làm là hai thành viên chở nhau trên một chiếc xe đạp, và mình sẽ cố gắng là mình dắt ít lại vì mình không dám dắt xe nhiều vì sợ phạm luật, rồi về mình càng lại càng bị trừ thời gian, bị phạt thời gian nhiều. Anh Dũng thì ít khi thuyết phục người khác, nhưng mà không biết là thế nào, nhưng phải cố gắng hết sức. Hy vọng là Pha Lê cũng hiểu và quay lại thi. Cái lúc ấy thì rất là nóng,
rồi uống một chai nước rồi thấy bớt hơn, rồi thấy mặt nó tơn tơn nhưng không có gì ý. Thế là mình, tức là mình thì nghiêm túc như này thì mình muốn một cuộc nói chuyện, mình ngồi kiểu thẳng mặt nhau, nó đến nó cứ nhăn nhăn nhở nhở thôi 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 này. Thế thì tự nhiên mình cũng, mình kiểu nghiêm trọng quá thì kiểu không phải làm mấy. Hai nữa là lúc ấy trong đầu nghĩ là sẽ quay lại. Thôi đi, đi đi. Rơi khăn, phanh lại. Gì đấy? Phanh lại, rơi khăn của em. Có phanh đâu cơ. Kìa. À, ui, Tuấn này. Từ từ nó khắc dừng thôi, đừng có làm như thế. Em điên à? Phanh, có cái phanh cũng không phanh được. Đội chơi lên, vỏ lãi, tắc dáng được đánh dấu của chương trình. Đọc những cái từ ngữ mà chưa bao giờ mình đọc. Đáy đánh cá cũng chả hiểu là gì. Đáy rồi cái gì mà dáng rồi cãi dáng hay cái gì. Mà không biết là cái gì nữa. Hôm nay mình có về bếp đấy chứ mình cũng không hối hận gì. Không tiếc gì vì kiểu quá đen rồi. Không thể nào. Không thể nào. Khi mà cái lần thứ hai mình thất bại đó và mình không thấy cái chiếc cái quay về thì nó biết anh đã qua được cái đó rồi. Đi được như vậy không bao giờ đi được. Anh ta tiến đạt tại vì cô bé đó, nói chung là quan sát cô bé đó 3 ngày liên tục thì cô bé đó sức khỏe rất là kém, vừa thua kẹp. Cố lên, cố lên, cố lên. Thật ra mình rất thích cái thử thách đấy, cả một cái mình có thể gọi là một cái sự kết hợp thử thách. Nó bắt người chơi, người ta phải có trách nhiệm với công việc của mình làm và tạo ra một kết quả tốt để bạn có lợi thế cho cái chặng sau, cho cái thử thách tiếp theo, rất là hay. Thêm một thư trong đấy đánh cá. Ông trời ơi cho con lên hạng đi. Hạng cho hoài. Thử thách tiếp theo là vượt rào. Chỉ duy nhất một thành viên trong đội được thực hiện thử thách này. Đội chơi phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định ai là người thực hiện thử thách vượt rào dựa trên câu hỏi gợi ý được ghi bên ngoài mật thư. Người thực hiện thử thách vượt rào sẽ được giao cho một con chăn, sau đó vác lên người, đi bộ theo hướng chỉ dẫn lên đài quan sát và sau đó trao chăn lại cho người huấn luyện để nhận mật thư tiếp theo. Khăn choàng cổ. Anh đó. Con chăn dễ thương lắm. Bởi vì hồi này anh đeo cái con chăn đi ra ngoài thì Harry thì còn nói chuyện với cái cô mà nuôi con chăn. Con chăn này nó có tên không cô? Cô nói không có. Bao nhiêu ký? 6 ký. Dễ thương lắm. Đại quan sát ở đâu anh? Xa không? Khi mà đi ra ngoài đấy thì cái gì lại nguyên một cái dàn gỗ rồi xếp ở đấy luôn, không hiểu là mật thư nó ở đâu rồi, làm cách nào mà lấy được mật thư.
thiên thời địa lợi. Trước khi em đi là em có lạy trời, em khấu khấn Phật, rồi thì là em khấn thần sông thần biển, rồi cho nên là em được phù hộ độ trì. Đi bộ xuống cầu thang, phải đi theo dấu chỉ đường của chương trình tìm đường về đích. Huy Khánh đang đứng trước tiểu cảnh đất mũi với hình tượng con tàu Việt Nam, nằm tại tọa độ 8,37 vĩ độ Bắc, 104,43 kinh độ Đông. Đây là điểm cực Nam của Tổ quốc, và đây là điểm về đích của chặng thứ hai. Và đội về đích sau cùng sẽ có thể bị loại khỏi cuộc đua. Không được đi lối này. Đường này cấm luôn à? Không. Harry và Tiến Đạt, cảm giác của hai bạn như thế nào trong suốt chặng đua này? Mệt. Chết. Chết mà sao còn được đứng đây? Mệt chết. À mệt yeah. Chết. Dạ. Yeah. Harry và Tiến Đạt, hai bạn đã về thứ nhất trong chặng đua này. Xin chúc mừng hai bạn. Ai hay dùng khăn choàng cổ? Thôi để chị làm cho. Chị làm được không? Chị làm được. Chị sẽ là người làm vượt rào. Vác một con chăn trên cổ đi bộ lên đài quan sát. Hay quá, đi bộ. Yeah. Bây giờ vậy đi, để cháu cầm vậy được không? Nó có cắn cổ cháu không? Cháu cầm đây hả? Ti ti không rớt nha. Bye bye cưng. Dạ cảm ơn. Nhan Quốc Quỳnh, hai bạn đã về thứ hai trong trận đua này. Xin chúc mừng hai bạn. Cảm ơn anh. Wow. Là cái gì mà khó hay sao? Thôi cậu làm nhá. Thôi cứ làm đi. Cố gắng nhá. Cố gắng thôi, biết làm được nhá. Cậu làm. Tôi sẽ là người vượt rào. Ở cái chặng trước thì mình đã là người thực hiện vượt rào trong dạp chiếu phim rồi, nên là ở cái chặng này thì mình muốn là Hiền là người thực hiện vượt rào. Thế là cô ấy quyết định là ô, tôi thực hiện vượt rào. Sau đó thì mình bóc cái phần bên trong ra và đọc. Thấy là... con chăn trên cổ đi bộ lên đài quan sát. Người chơi đi bộ vào trong nhận một con chăn, cuốn chăn lên cổ, vác chăn đi bộ theo dấu chỉ đường của chương trình lên đài quan sát, trao lại chăn lại cho người huấn luyện viên để nhận được mật thư tiếp theo. Ôi đâu cuốn. May mắn là vừa mới bơi qua được bên kia thì kéo cái dây đầu tiên thì gặp luôn. Lâm ơi! Lâm ơi! Ôi trời ơi! Em vừa lăn con chăn này. Đây.
Huyền và Diệp Long Anh. Chúc mừng hai bạn đã về đích. Và hai bạn đã về đích thứ 3 trong trận đua này. Cái đội khác đã đi những cái chặng đường trước rồi, cho nên là mình nghĩ rằng là những cái mà những cái gần ở khúc bờ thì sẽ không có. Khúc đầu của đấy thì sẽ không có mọi thứ. Bắt đầu đi ra từ khúc giữa và trở về cuối thì may ra mình sẽ tìm được một cái mật thư. Đang đi thì lại có một cái sự xui xẻo khác là cái sợi dây an toàn của Phong và sợi dây an toàn của ST bị móc vào nhau. Kim sẽ làm cái lần này. Ok, để đọc cho. Ok. Gì? Sao? Vác một con chăn lên cổ. Phương bị sợ với cái da chăn với da rắn ấy. Mỗi lần mà cứ chạm vào da chăn hoặc da rắn thì người xương sống hoặc người Phương bị lạnh ấy. Ok, you ready baby? Yeah. Lucky you, may quá Kim chọn chỗ này, không thì mình chết rồi. Thì tưởng mình không sợ hả? Anh trai yếu. Ok. Đi. Cố lên. Oh my god, trời ơi. Không sợ đâu, nó không cắn đâu. Con này không cắn đâu. Mình biết mà tại cái gì à? Không sợ, không sợ. How is it? Không biết. How is it? Cầm đi thôi hả? Ok. Cầm nhẹ nha. Không cầm nhẹ, mà buông ra được không? Hả? Không, bây giờ cái này sao, ví dụ mình cứ cầm nhẹ nguyên. Mình cứ cầm, mình đi thôi, nó không đi đâu đâu. Cầm đầu nhẹ nó nhá, đừng bóp mạnh, nó đau ấy. Ở trong lòng thì sợ thiệt. Mà ở ngoài thì mình muốn làm như mình bình tĩnh. Đâu, nó không sao đâu, con này hiền lắm. Cố lên, con này hiền lắm. Vừa đi mà nó vừa gồng lại mà. Cái cổ nó còn đi, nó luôn nó gần cái mặt Kim nữa. Mà càng chạm mạnh thì nó càng gồng lại đúng không? Đúng rồi. Vậy Kim có rắn đi nhanh thì nhanh. Rớt chú. Chú ơi. Tôi sẽ làm thử thách này. Anh đâu nữa? Chú ơi, giúp con nè. Trời ơi, đứng góc mày đi. Giúp mày xỉu. Cái mũi nó hôi quá. Ôi chú ơi, chân mặt thật. Yes. Well done, baby. Nice one. Kim Ly và Phương, hai bạn đã về đích thứ 5 trong trận đua này. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn. Chúc mừng. Ba. Các bạn thấy là từ sáng đến giờ thì không phải là đội của Lên mà tất cả các đội đều không ăn cái gì cả. Ấy nhưng mà lúc ấy cứ chạy thôi, cứ vừa ôm bụng vừa chạy. Rồi tụt giày cầm giày, tụt áo cầm áo, tụt mũ cầm mũ, tất cả là trông kiểu giống rất là lộn ha lộn thuộm. Chỉ ôm hết để chạy về đích, mà chạy về đích thì ngồi một phát xuống. Hai bạn đã về đích thứ 6 trong trận đua này. Ôi, bình tĩnh. Lật chân. Lật chân. Không cắn không? Ừ. Đừng có ngọng ngọng nhau. Cúi người xuống, cúi đầu xuống. Tôi có thư không? Bác mộng rồi. Đây.
nặng hơn. SC sẽ làm nhiều hơn. Với một cái thử thách trước á là lương mà là Phong đã sợ dậy nãy rồi, mà bây giờ tới con Trăng là chắc là Phong làm tới ngày mai luôn, cho nên là SC nói ôm đôi chọn này đúng rồi. Thì Dung và Đức Hưng, chúc mừng hai bạn đã về đích. Tuy nhiên, trong lựa chọn kép, Đức Hưng đã dùng que vạch lên đất để nhớ số lượng của hạt đậu. Điều đó là không cho phép. Cho nên hai bạn sẽ bị phạt 15 phút. Xin mời hai bạn bước sang một bên. Nếu mà không có một cái gọi là ý chí gì, hoặc là một cái chương trình hay là một cái động lực nào, thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ đụng những cái con đó đâu. Tuấn sẽ làm nhiệm vụ vượt rào, vác một con chăn trên cổ đi bộ lên đài quan sát. Muốn đại gì ôm đại gì. Rồi. Năm. Rồi. ST và Hùng Phong, chúc mừng hai bạn đã về đích. Tuy nhiên, ở chặng trước, hai bạn đã về chót. Mà chặng này, hai bạn không về nhất, cho nên hai bạn sẽ bị phạt 30 phút. Mời hai bạn bước sang một bên. Thật sự trong lòng mình nó diễn ra hai cái hướng, là một là cầu mong sao cho đội kia về trễ để mình về thứ 8. Nhưng mà một phần là Phong cũng quý mến đội nâu nên cứ lại không muốn hai người đã bị loại. À, con từ từ thôi con. Thì Dung và Đức Hưng, hai bạn đã hết thời gian phạt, xin mời hai bạn trở về thẳng. Thì Dung và Đức Hưng, xin chúc mừng hai bạn, hai bạn đã về đích thứ 7 trong trận đua này. Cảm ơn chú. Ê, yêu Trang lắm, nó sợ mày lắm. Cảm ơn chú. Chia tay rồi. Có ai trên đấy không? Không. Thế là mình cuối cùng à? Về đích rồi này. Thôi, thua rồi. Chấp nhận đi, thua rồi. Đi bộ xuống cầu thang đúng không? Được không? Trên này. Là đi xuống rồi. Đi lên. Ok, đi ngang qua đây. Đi bộ xuống mà, từ trên kia xuống. Ok. Được. Tức là anh ở trên để anh đọc cái này. Không. Thì là đi xuống. Ờ. Đi đi đi, anh đi xuống á. Đi lên, em lên lấy theo anh. Anh bị điên à, leo lên làm gì? Em đi đi đi. Rảnh vãi. Anh đọc lại kỹ cái mặt thư đi. Welcome. May quá. Anh Hoa và anh Tuấn, xin chúc mừng hai bạn. Hai bạn đã về đích thứ 8. Khi mà mình chấp nhận một sự việc gì đó, mình cảm thấy rất là thoải mái. Mình Phong kêu ST là hát cho Phong nghe thì cho nó nhẹ nhàng bớt. ST và Hùng Phong, Huy Khánh xin chia buồn cùng với hai bạn, bởi vì hai bạn lại tiếp tục về cuối cùng ở chặng đua thứ 2 này. Như vậy, hai bạn đã bị loại khỏi cuộc đua. Xin chia buồn cùng với hai bạn. Mình không phải là một đội mạnh trong chương trình này, vì có rất nhiều anh chị có nhiều kinh nghiệm và cũng như là thể lực, rồi suy nghĩ và tính toán rất là cao siêu. Tuy nhiên, đội mình không phải là đội yếu nhất. Tụi mình cũng có một ý chí rất là cao và kiểu như là cũng muốn chiến thắng rất là nhiều, cho nên là sự cố gắng của mình cũng cao lắm. Chắc là mình không có may mắn lắm trong các lựa chọn cũng như là các thử thách. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng rằng sẽ gặp mọi người sẽ ủng hộ ST và Phong trong con đường nghệ thuật cũng như là trong những con đường khác sự nghiệp tương lai sắp tới.
đội chơi đầu tiên đã phải ra về trong sự nối tiếc. 8 đội chơi sẽ tiếp tục cuộc đua với những điểm đến mới và những thử thách mới. Điều bất ngờ gì sẽ đến với họ? Không, cái này như là cái phần nan. À đúng rồi. Ồ, thật sự. Đội chơi nào sẽ là đội tiếp theo nói lời tạm biệt với những người bạn đồng hành của mình? Đừng bỏ lỡ tập 3 Cuộc đua kỳ thú Việt Nam 2013. Hân hạnh tài trợ chương trình này.